Hello, xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với thầy Mò Sách. Và hôm nay cái tập này thì mình sẽ unbox dạng rác dành cho rắn mới về. Yeah, còn bây giờ thì bắt đầu nào. Đây là mình đã chờ hết một tháng các bạn. Nó có 1, 2, 3, 4, 5 thùng. Tất cả là cái dạng rác. Nó bao gồm là những cái khay nhựa và cả rác ráp lại với nhau luôn. Thì rác dành cho rắn là một trong những cái mà rất là cần thiết cho bất kỳ một người nuôi rắn nào để thao tác rất là nhanh. Các bạn có thể thao tác nhanh, an toàn và quan trọng hơn hết rằng là nó khá là đẹp. Thì đây là một cái brand dành cho rắn rất là nổi tiếng ở bên Trung. Họ cũng làm ra những cái sản phẩm mà dành cho rắn cũng gọi là tốt lắm các bạn. Thì hồi trước đây là cái brand này nó làm cho Leopard Gecko thôi, và chủ yếu là những cái người chơi những cái con Fat Tail nè, Nob Tail nè, với là Leopard Gecko là sử dụng những cái dàn rác này. Mà sau này thì họ làm ra một cái kích cỡ dành cho rắn, nhưng mà họ chưa làm những cái kích cỡ lớn, mà họ chỉ làm những cái kích cỡ vừa phải dành cho King Snack thôi. Quyết định là sau khi mà họ làm cái dạng cái kích cỡ đó thì mình quyết định là mình mua luôn. Thì cái dàn rác này được chị mình ở bên Úc tặng. Đây, nó có 5 thùng và mình không biết trong này là cái gì, nó rất là nặng các bạn, rất là nặng. Và họ mới vận chuyển tới nhà mình ngày hôm nay. Tổng cho một cái dàn rác này luôn cả phí vận chuyển nó vào tầm khoảng 21-22 triệu các bạn. Và nó là 12 tầng với 24 học khác nhau. Và tổng cái số ký là khoảng 90kg các bạn, gần 100kg. Bây giờ mình sẽ vận chuyển lên hết lên lầu và mình sẽ lắp ráp và mình sẽ khui hộp cho bạn xem coi là bên trong nó sẽ có gì nha. Ôi, mệt quá các bạn, 90kg. Một mình quá mệt. Đây, bây giờ là mình sẽ bung hết tất cả mọi thứ ra. Yeah. Đây là thùng các bạn. Đây là những cái khay của nó. Họ đóng gói theo cái dạng rất là kỹ để tránh nó bị vỡ nè. Bây giờ mình kiểm tra coi nó có bị vỡ cái nào không nha. Ồ, rất là đẹp các bạn, siêu đẹp luôn. Ôi, mình chưa bao giờ thấy một cái chất lượng nhựa hoàn thiện mà nó đẹp đến mức như thế này các bạn. Siêu đẹp, siêu đẹp luôn. Thật sự là rất là đáng tiền các bạn. Và cái nhựa này nó cũng rất là khó bẻ các bạn. Nó cũng gần như là nhựa duy tâm gì đó, nhưng mà nó tốt hơn và nó đẹp hơn. Ồ, và nó có cái này không? Ôi, siêu đẹp các bạn ơi, tuyệt vời. Ủa, chung da này ơi, đẹp quá, quá đẹp luôn các bạn. Các bạn coi cái chất lượng hoàn thiện nè. Ui, cái khay này rất là rộng luôn các bạn, tha hồ mà nuôi. Họ làm rất là đẹp và đóng gói rất chuẩn. Mình tưởng là những cái hộp này ship về có khả năng bị bể các bạn, nhưng mà không các bạn ơi, nó không bị bể luôn. Để mình kiểm tra coi là hết đống này có bị bể cái này không nha. Xem nè, cái chất lượng hoàn thiện của nhựa đó nè, rất là đẹp và cái nhựa rất là tốt luôn. Ôi, trong này rất là ấy và rất là dễ lau chùi. Cái này rất là dễ lau chùi luôn các bạn. Cái chất liệu trong này nếu mà các bạn xịt nước nó sẽ rất là dễ làm, và nó quá đẹp. Ôi, cái cách mà kéo ra. Bây giờ là mình sẽ lấy ra hết, mình kiểm tra một lần hết, rồi sau đó là mình sẽ ráp lại coi là nó đẹp cỡ nào nha. Họ có luôn những cái đinh ốc nè. Đây, trời ơi, cái bánh xe rất là hoàn thiện luôn các bạn, rất là đẹp. Và mình thấy rằng cái chất liệu hoàn thiện của nó vô cùng tốt luôn các bạn. Cái này là không biết là cái gì họ đưa thêm, để lát nữa mình ráp thử coi có được không. Và nó gồm những cái bộ nhỏ như thế này. À, mỗi một bộ này nó sẽ đính kèm với một cái bộ đinh ốc để mình lấy ra. Đây, họ sẽ có những cái cây để khớp nối như thế này, và họ làm họ rất là hoàn thiện ở đây. Bây giờ mình sẽ unbox cái số còn lại. Các bạn biết đó, lúc mà mình mua cái rác này, cái thứ mình lo lắng nhất đó chính là những cái thùng này. Là cái thứ mình lo lắng nhất chứ không phải là cái rác. Tại bởi vì những cái thùng này nó giá rất là mắc, nhưng mà quan trọng nhất là ship về nó an toàn hay không. Là bởi vì là cái tỷ lệ nó vỡ nó vẫn có, và bạn mình mua những cái thùng nhựa bự cỡ như thế này mà nó còn vỡ nữa thì đừng có nói là những cái thùng nhựa dạng như thế này. Nhưng mà mình kiểm tra tới bây giờ là chưa có cái nào vỡ các bạn. Là chứng tỏ hai điều. Một á là
cái bên mà đóng gói cái gói hàng này là cái cửa hàng này họ làm rất là tốt, họ đóng gói rất là kỹ và cái chất lượng nhựa của nó cũng là rất là tốt rồi. Nhưng mà cái bên mà vận chuyển về Việt Nam á các bạn, họ làm rất là chuyên nghiệp, họ đảm bảo với mình là không vỡ và thật sự là rất an toàn. Mình chấp nhận là mình chờ thời gian lâu tại mình cũng không có tự gấp á. Tuyệt vời các bạn, không một cái nào vỡ cả. Ok, bây giờ là mình khui cái này, chắc là cái này là nó là những cái kệ rác các bạn. Này các bạn, hồi nãy một cái miếng đệm luôn trên này luôn, nó không có bị ấy. Và ở đây là bằng, mình biết này chắc là inox, chia thành những cái khay như thế này. Đang khui dần. Ui, nặng quá. Những cái khay này sẽ xếp chồng lên nhau, xong rồi rác sẽ đẩy vô đây. Lúc họ đóng á, họ đóng hộp, họ không có một cái lớp ở đây, nó bị nè. Cái này thì mình chắc mình dùng búa mình đánh lại là được rồi, không có vấn đề. Bây giờ là mình sẽ dặn những con ốc này vô nè. Nó khá là dễ dặn và cái đúng là cái này rất là cứng các bạn. Ở đây nó một cái cục cho các bạn dặn. Cái điểm trừ mà mình thấy rằng ở đây nó không, cái shop này nó không được chuyên nghiệp á, đó chính là nó không có bản hướng dẫn sử dụng. Ví dụ như những cái này, cái bịch ốc này mình không biết dùng để làm gì, thì lát nữa là xài xong rồi mới biết là nó để dùng để làm gì. Còn họ không có hướng dẫn sử dụng các bạn, nên là các bạn phải tự ráp. Bây giờ cái này đã hoàn thành xong rồi các bạn, bí rồi các bạn, không biết ráp sao luôn á, không có bạn hướng dẫn sử dụng, thật sự rất là khó, không biết là cắm cái con ốc ở đâu. Ok, nãy giờ ngồi mò cuối cùng cũng đã ra các bạn, nghĩa là cái con ốc này nè, nó sẽ bắt dưới cái lỗ này, bắt lên đây, xong rồi nó chồng lên, thì khi nó chồng lên nó sẽ dùng cái con ốc này. Các bạn họ cho mình một cái găng tay và cái này để dặn cái cục này nè các bạn. Không cho các bạn sách hướng dẫn sử dụng nhưng vẫn cho các bạn găng tay để dặn vô các bạn. Đỉnh nè, sắp quá đỉnh. Dặn từng cái này khoai lắm các bạn, siêu khoai luôn. Cái này ít nhất phải 3-4 người ráp phụ thì mới nổi. Quá mệt. Mà cũng vui các bạn, lâu lắm rồi mới có dịp lắp ráp kiểu vậy. Cứng. Hai tầng này. Ủa lên. Ôi, công sức từ chiều đến giờ các bạn. Nó mới chỉ được có nhiêu đây thôi. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục ráp tiếp. Ai, quá là mệt. Phải dặn mấy cái cục này vô nè các bạn. Nhưng mà nhìn chung tổng thể thì mình thấy là nó khá là cứng á. Ok, tiếp tục nào. Ok, xong rồi các bạn. Hết cả một buổi tối, từ 6 giờ chiều tới bây giờ, cuối cùng cũng xong. Theo mình đánh giá thì cái dàn rack này nó rất là chắc chắn nha các bạn. Mặc dù là cái việc là ráp của nó thì khá là khoai, thật sự rất là khoai. Nhưng mà sau khi ráp xong rồi thì mình thấy rằng nó rất là đáng tiền luôn á. Vô cùng đáng tiền. Các bạn coi, nó có cả nguyên một cái phần nắp ở phía trên này. Ok, mốt mình sẽ đặt cái camera trên này. Rồi à, từng cái ngăn của nó, tất cả những cái này nó hoàn thiện rất là đẹp luôn. Các bạn coi, kéo ra và các bạn sẽ thấy được cái con bét ở bên trong. Cái điều này nó rất là quan trọng nha các bạn. Thấy được con bét ở bên trong rất là quan trọng khi mà các bạn nuôi rắn ha. Hoặc là nuôi lê bát cô. Tại vì các bạn biết á, cái việc mà quan sát được con rắn á, nó đem lại rất là nhiều thông tin cho người nuôi. Ví dụ như là con rắn nó có nôn hay không, nó có chịu ăn hay không. Nhiều khi các bạn nuôi cái hồ giống như vậy nè, cái dạng đó đó, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tụi nó nhiều khi tụi nó không ăn, hoặc là tụi nó ói ra, các bạn cũng khó ra biết. Bởi vì sau một ngày ví dụ như bỏ chuột ra mà chúng ta quên check cái này nọ thì nó cũng sẽ khó phát hiện. Hoặc là nhiều khi ở đây thì các bạn quan sát được con rắn thì quan sát được tình hình của nó nữa. Rất là nhiều thứ. Hai bên này là đóng mờ nè, tất cả mọi thứ đóng mờ. Phía trước là sẽ được nhìn thấy bên trong.
Mình hy vọng là một ngày nào đó người Việt Nam cũng có thể làm ra được những cái rack chất lượng như thế này. Vừa chất lượng mà các bạn có thể đẩy nó đi rất là dễ dàng. Mình đẩy nó đi nè, bạn thấy không? Rất là dễ dàng. Tổng trọng lượng của nó nếu mà không tính cái đống thùng này, mình nghĩ nó cũng phải gần 100kg các bạn. Nhưng mà 100kg mà đẩy đi dễ dàng như vậy thì rất là thoải mái. Mình hy vọng là cái hãng này họ sẽ làm ra một số cái sản phẩm khác dành cho Boon Snack. Tại vì cái kích thước như thế này thì phù hợp cho tụi King nhiều hơn là tụi Boon. Thì cái vàng này là mình để dành để nuôi cho tụi King. Năm sau thì King của mình sẽ tương đối nhiều, nên là vàng này sẽ đẩy cho tụi King nuôi hết. Nuôi tụi King trong này hết, không có nuôi Boon trong này. Boon thì mình sẽ nâng lên một cái vàng khoảng 1m2. Mình đang nói chuyện với bên đó để coi là bên đó có chịu làm một cái vàng cái hộp nhựa này nhưng mà kiểu dạng 1m2 không. 1m2 là nó sẽ dài rồi các bạn. Như vậy thì mới đủ nuôi Boon ha. Bất kỳ một cái đam mê nào mà được gia đình ủng hộ nó cũng đều sướng và đã và hạnh phúc cả. Và khi mà mình nhận được nút bạc và mình nhận được cái món quà này á, là giống như là niềm vui được nhân đôi vậy các bạn. Thì mình rất là cảm ơn ba mẹ và chị hai của mình bên Úc á, đã hỗ trợ và cũng như rằng là đã cho và tặng cho mình cái món quà rất là ý nghĩa như thế này. Ngoài ra thì mình cảm ơn công ty Trần Gia là một công ty vận chuyển Trung Việt đã hỗ trợ mình rất là nhiệt tình. Đặc biệt là bạn sale Minh Mẫn đã hỗ trợ mình vô cùng nhiệt tình cho cái vấn đề vận chuyển cái rác này về Việt Nam, cũng như rằng hỗ trợ cái vấn đề mà đóng gói cũng như bảo quản và tracking đơn hàng cho mình. Họ làm việc rất rất hiệu quả các bạn, và mình rất là chân thành cảm ơn công ty Trần Gia ha. Còn bây giờ thì clip này cũng đã dài rồi, và mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Thèm Bò Sát đạt được 100.000 sub. Và mình cảm thấy là rất rất hạnh phúc, và mình rất 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 cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn lần đầu tiên tới Thèm Bò Sát, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho mình nha.